Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tà. Với đề tài dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diều bá thánh đường tu chen vào. Với đề tài này chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Đoàn Thị Bảy, giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý Trung ương đến diễn đàn thực hiện nhiệm vụ. Trân trọng kính mời bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị đại diện cho các cấp chính quyền địa phương, kính thưa Quỳnh Văn Buôn là giáo lý viên cũng là người đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay, và kính thưa các vị trong ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Phong, kính thưa ban trị sự các xã phường thị trấn cùng về đây tham dự, và kính thưa quý cô bác lớn tuổi, thưa cùng toàn thể anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay rất vinh hạnh chúng tôi được đến với xã An Phong. Vậy thì lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến tất cả chư quý đồng đạo chúng ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì được sự cho phép cũng như là được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, hôm nay chúng tôi được đến với tất cả chư quý đồng đạo chúng ta để chia sẻ qua một cái chuyên đề. Theo tôi nghĩ đây là một cái chuyên đề phải nói là hết sức là cần thiết cô bác, hết sức là cần thiết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mà sở dĩ mà còn làm con người ở trong cõi ta bà này, và sở dĩ chúng ta còn lăn lộn trong sáu cõi luân hồi này là do đâu cô bác? Phải không? Cho nên chúng ta không hiểu rõ và chúng ta không tìm cho mình một cái lối thoát thì chúng ta còn diễn tiến mãi ở trong cái lẩn quẩn. Phải không? Luân hồi sáo nẻo khó bước ra lắm. Phải không cô bác? Cho nên nhưng mà hôm nay giờ này là trên tay tôi đồng hồ là 10 giờ 33 phút rồi. Dạ. Cho nên cái chuyên đề này nó hay lắm cô bác, nó thâm sâu và nó có nhiều cái góc độ, nhiều cái vấn đề để chúng ta bàn lắm. Bởi vì sao? Sở dĩ mình lăn lộn, nhà Phật biết nè, sở dĩ mà Phật ra đời có 84.000 pháp là để làm gì? Là để đối trị lại 84.000 bệnh của chúng sanh. Cho nên là mình bệnh nhiều lắm cô bác. Ngồi đây vậy đó chứ tâm ai cũng bệnh nhiều lắm. Người là bệnh tham nè, bệnh sân nè, bệnh si nè, bệnh thất tình, lục dục, đủ thứ bệnh hết trơn. Phải không? Cho nên là hôm nay Đức Thầy kêu gọi chúng ta là dốc lòng dạch ngút. Bởi vì sao? Từ hồi trước tới bây giờ, từ thời vô thủy đến nay, bị cái mây mù này nó che lấp chân tâm Phật tánh của mình cho mình, cho nên mình mới bị lăn lộn. Phải không? Cho nên hôm nay là Đức Thầy ra đời để hướng dẫn chúng ta dẹt nó ra, để thấy chân tâm Phật tánh của mình. Thưa cô bác, quý vị có biết không, vào cái thời kỳ mà Sĩ Đạt Ta, phải không, nhận thấy kiếp sống của con người trên cõi trần này ai cũng đi theo cái lẫn quẩn sanh già bệnh chết,
ai cũng vậy hết á, không ai thoát khỏi cái dòng luẩn quẩn này. Cho nên Ngài thấy được cái kiếp sống con người nó ai cũng bị chìm đắm trong khổ đau. Vì vậy mà Ngài mới thoát ly để tầm đường giải thoát. Bỏ đền đài, bỏ vợ đẹp, con cưng, bỏ hết tất cả để đi vào rừng tầm chân lý. Cô bác biết không, khi mà Ngài tầm được chân lý rồi thì Đức Phật mới thốt ra một câu, và hôm nay Đức Thầy mới diễn tả lại cho chúng ta nghe một đoạn ở trong quyển 5. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta lắng nghe nha, để chúng ta thấy nguyên nhân nào mà chúng ta làm con người ở thế gian, nguyên nhân nào mà chúng ta sống trong luân hồi thống khổ. Xin mời quý vị nghe nha. Ai mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phổ trương độ chung, Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Rõ luôn rồi hết cô bác. Phật, Đức Phật Thích Ca Ngài nghiệm rồi, Ngài thấy rằng là thì ra là làm con người mà chịu thống khổ trong cuộc đời này là do đâu? Là do cái thằng vô minh đó thôi, phải không? Đó là Phật nói. Còn hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng nói, Ngài diễn lại, Ngài cũng nói bị vô minh, các chúng sanh đều có như ta, là có cái gì? Có chân tâm Phật tánh. Ai cũng đều có Phật tánh hết. Phật đã nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng đều có tánh Phật hết. Tại sao mình không làm Phật, mình làm chúng sanh cơ? Thưa quý vị, quý vị để ý nha, bởi vì hồi nãy ban tổ chức có đưa lên là sau cái giờ thuyết giảng này có một số câu hỏi, bởi vì ban tổ chức muốn gieo duyên quý vị mấy cái phần quà, cho nên là chúng ta theo dõi, rồi lát nữa có thể là nếu như có thời gian thì chúng tôi sẽ đặt lại một số câu hỏi xoay quanh trong chủ đề chúng tôi nói chuyện thôi cô bác. Cho nên chúng ta theo dõi rồi cái lát nữa chúng ta có thể trả lời câu hỏi của mình nha. Cho nên là Đức Thầy khẳng định là tại sao mình không làm Phật, mình làm chúng sanh. Đâu quý vị ngồi đây thử nghĩ, Đức Thầy nói rõ như vậy, Phật nói như rõ như vậy, các chúng sanh đều có như ta, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng mà tại vì đâu? Thưa cô bác, có một nguyên nhân như thế này cô bác. Đức Thầy nói rất là rõ. Đức Thầy nói như thế này nè: cũng gốc Ngài Thượng Đế xuống trần, quậy đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên, thấy sanh chung quá nghiện cảnh ơi tục, nên nhiều lần dục thúc ca môn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Cái máy của ban tổ chức hay quá. Nghe mấy vị đọc giảng viên đến đây đọc hay quá, bắt chước coi có giống chút nào không. Thưa mấy đồng đạo, thì như vậy đó cô bác. Mình ở trên xuống, Đức Thầy nói rất là rõ rồi, phải không? Cũng gốc Ngài Thượng Đế xuống trần, mình ở trên mình xuống, tưởng đâu là xuống đây chơi một chút xíu thôi, phải không? Ngoạn cảnh một chút xíu thôi. Ai nhẹ xuống đây thấy đẹp quá, thấy xinh quá, thấy mến quá, thấy thích quá, thấy ghiền quá, cái ở tới giờ hạ nguyên luôn, ở tới giờ luôn, thời kỳ cuối rồi. Quý vị biết Đức Thầy mình dục thúc như thế này nè:
mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này, còn có lần cuối cùng này nữa à. Vậy đó mà bây giờ mình cũng còn thích quá. Ta bà này vui quá. Ta bà này phải nói là một cái nơi mà mình nên ở lại. Đã có nhiều người có tư tưởng mình nên ở lại, không muốn thoát ly. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây cái mình gây nhiều điều quá, rồi cái mình mến, mình thích, mình muốn ở lại. Nhưng mà ở lại đây thì khổ nữa cô bác, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì cái diễn cảnh thực trạng của con người á, có đôi khi mình không nhìn xa, mình không trông rộng, cái tư tưởng của mình không có giác ngộ hoàn toàn, rồi cái mình cứ nhìn thực tế vợ này của tôi, phải không, thương quá không muốn đi, đi bỏ bả lại cho ai, ta nói lúc đi rồi quyến luyến đi không được. Nhưng mà sao cô bác, tôi thường hay nói với quý đồng đạo như thế này nè, cái cuộc đời này á, nó giống như là một cái tuồng sân khấu vậy các bác, phải không? Khi mở màn ra bắt đầu lên sân khấu, người thì đóng vai chồng, người đóng vai vợ, người đóng vai con, người đóng vai cháu, người đóng vai mẹ, người đóng vai cha, đóng đủ thứ vai hết, phải không? Khi mà cái tuồng hát nó kết thúc, nó khép màn lại rồi sao các bác? Đâu còn nữa. Mà ai nấy đi, nhà ai nấy về hết rồi, phải không? Bây giờ mình cũng vậy, đầu thai đến với thế gian này, vào cái gia đình này, cứ tôi đóng vai chồng, cái bà kia đóng vai vợ, cái người nọ đóng vai con, cái người khác nữa đóng vai cháu. Rồi khi mà nhắm mắt rồi sao? Giãn tuồng, giả cõi tạm theo đường tội phước. Lúc đó đường ai nấy đi, mạnh ai nấy đi, hết dai hết giới gì rồi, phải không? Ai ăn nấy no, ai lo nấy hưởng, lúc đó là còn sống, ai tạo tác nhiều tự người đó chịu thôi, chứ không có ai thế ai được hết trơn á. Lúc đó mạnh ai nấy đi rồi. Cho nên do cái dòng nhân duyên chúng ta mới đến thế gian này, nó mới cấu tạo thành một cái cuộc sống chúng ta như vậy. Khi hết duyên rồi nó sẽ tan rã thôi, nó không còn gì chứ các bác. Cho nên Phật mới nói do duyên mà đến, vì duyên mà duyệt. Cái gì nó có duyên nó sẽ đến với mình, khi hết duyên rồi nó diệt mất, không có tồn tại. Đâu quý vị thử nghĩ, trong gia đình ai mà không có người thân mình đã ra đi rồi cô bác, phải không? Gia đình mình, người thân mình chắc ai cũng có người ra đi hết rồi. Quý vị nghĩ coi họ ra đi họ mang được cái gì, phải không? Họ đi rồi họ có còn cái gì mà ngoái lại ở thế gian này không? Còn thương, còn yêu, còn ghét, còn ham, còn muốn gì nữa không? Không có. Còn mình còn sống thì sao? Thương yêu, ham ghét, thương muốn, ta nói một cái ganh đất một chút xíu nữa là để bụng chết mang theo chứ không có được. Mà tới chừng nằm xuống rồi sao? Ai muốn làm gì làm, ai muốn lấn nhiêu đất thì lấn, ai muốn giành của thì giành. Trời ơi, mấy phụ nữ ta nói lúc còn sống kỹ lưỡng, từ cái chén cái bát sắp xếp cho kỹ, con cháu mà nó lấy nó lỡ bể một cái là la dữ lắm nghe, dành dụm chắc mót bảo quản dữ lắm. Khi mình nhắm mắt rồi sao? Nó muốn làm gì nó làm, lúc đó con ngồi dậy la nó được không? Phải không cơ bác? Cho nên á, tôi nói với quý vị á, thế gian này là của tạm, nói chung là tạm thôi, phải không? Nếu mà mình không có thì cuộc sống của mình cũng không được. Nhưng mà mình đừng có đặt nặng quá, phải không? Đâu quý vị thử mình để ý nha, một khi mình đặt nặng cái gì mình sẽ khổ với cái đó, đúng không cô bác? Mình đặt nặng cái gì là mình sẽ khổ với cái đó. Thí dụ như mình đặt nặng ông chồng, mình thương quá là mình khổ với ông chồng. Bởi vì sao? Ông hành hạ mình mà bỏ không có được, tại vì thương quá bỏ không được, phải không? Giận quá ôm gối đi, lay quay suy nghĩ nhớ cũng ôm gối đi về, phải không các bác? Giận con quá rồi cái bỏ đi lay quay cũng ôm về. Bởi vì sao? Bởi vì tư tưởng mình đã rù quến, tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được, ấy về phần tà. Ê, Đức Thầy khẳng định cái đó là lời Thầy nghe cô bác. Thầy khẳng định đó là phần tà. Ở đời
con người thường hay có những ý định làm cho mình được giàu thêm lên, được sang thêm lên, được sung sướng thêm lên, nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi. Nhưng mà thật ra làm con người thì ai cũng có ý định hết trơn, phải không? Muốn mình giàu, muốn mình sang, muốn mình danh dự, muốn đủ thứ muốn hết trơn, phải không quý vị? Cho nên Đức Thầy khẳng định đó là thuộc về phần tà. Cho nên hôm nay để tôi nói với quý vị, 10 giờ 45 rồi, còn có 15 phút nữa. Thôi bây giờ nó mênh mông lắm, nhưng mà hôm nay tôi sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta cởi ngựa xem qua, tức là xem ở trong giáo lý của Đức Thầy. Đức Thầy vạch mặt chỉ rõ là cuộc đời này, cái thằng nào nó làm cho mình khổ, cái thằng nào nó làm cho mình sanh tử luân hồi, cái nào là cái chướng ngại trên bước đường tu mình không được giải thoát, phải không? Cho nên hôm nay là tôi sẽ giúp cho quý vị đọc từng câu giáo lý của Đức Thầy nha. Bởi vì có đôi khi tôi nghĩ quý vị chúng ta tại gia cư sĩ bận rộn lắm, không có thời gian đọc giáo lý của Đức Thầy. Cho nên hôm nay tôi muốn đọc lại cho quý vị nghe, để chúng ta ngồi đây chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta nhớ lại lời Thầy, để chúng ta có một cái định hướng mới, một suy nghĩ mới từ đây sắp tới cố gắng lên. Bởi vì sao? Bởi vì thời gian của mình á, tại vì nhìn hội trường chúng ta đa phần cô bác đã lớn tuổi rồi, cái tuổi xế chiều gần đất xa trời rồi, phải không? Cho nên là bây giờ là chúng ta phải làm gì, cái cuộc đời chúng ta còn ngắn ngủi lắm mà, chúng ta phải sống, phải làm gì đó để cho xứng đáng với con người, phải không cô bác? Thưa quý cô bác, Đức Thầy dạy rất là nhiều đoạn cô bác, dạy rất là nhiều đoạn. Nhưng mà thường thường là mình thấy là hồi nãy như tôi đã nói, tại sao mình không làm Phật, mình làm chúng sanh là tại vì đâu? Là tại vì vô minh, đúng không? Mình không làm Phật là mình bị vô minh, đó là Phật nói nha. Đức Thầy diễn tả là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Vậy thì mình sống trong cõi ta bà này là do mình bị vô minh, cho nên nó quay lộn trở lại đây để chịu khổ. Vậy thì vô minh là gì cô bác? Mình thường hay nói là cái người nọ vô minh quá, mình vô minh mình mới khổ. Thường thường mình sử dụng cái từ nhà Phật thì người ta hay sử dụng cái từ gọi là vô minh. Vậy thì vô minh là gì cô bác? Phải không? Mình hiểu rõ nó, mình biết được nó vô minh là cái gì, mình mới cố gắng mình sửa đổi, mình cố gắng mình bài trừ, mình cố gắng mình diệt được nó. Chứ mình tu mà mình cứ biết ăn chay cúng lại niệm Phật mà tánh tình này kia nọ đủ thứ, tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dậy kỳ trần mê. Đó là lời Thầy nói của bác. Phải không? Mình tu tu vậy đó chứ ái ố sân si đụng chuyện vẫn còn đầy dẫy. Phải không? Rồi tu còn nhiều tánh dĩ kỳ, tức là nhiều tánh kỳ cục nữa. Thầy diễn tả không hết cái tánh kỳ cục của tín đồ Thầy. Cho nên bây giờ quý vị hiểu như thế nào là vô minh. Giờ thuyết giảng 10 giờ 30 phút kết thúc 11 giờ 30. Bữa nay ban tổ chức cho phép mình đến 11 giờ rưỡi cô bác có thể ngồi tới đó nổi không? Không nổi thì mình kết thúc sớm cũng được chứ không sao. Bởi vì quý vị biết không, tôi nghĩ không cần mình phải nói dài lắm đâu, phải không? Có thể mình gặp nhau trò chuyện chỉ cần một câu mà quý vị tâm đắc để vào lòng thấy vui là bữa đó đủ rồi. Còn nói nhiều quá tội nghiệp quý vị ngồi đau xương sống, ngồi lắc qua lắc lại cái hồi quên hết trơn, không biết bữa nay nói gì, phải không? Thường thường người ta ăn ít đó, người ta thưởng thức được cái ngon, bắt gượng ép ăn nhiều mới mốt gặp món đó ngán rồi, gặp đầu thì bảy ngán lắm, nó nói dài nói dai thành ra nói dở. Cho nên là nếu có thời gian thì tôi sẽ quý vị cho phép thì tôi nói nha. Thấy quý vị phía dưới ngồi quạt thấy tội nghiệp quá, bắt đầu thời tiết oi bức rồi.
Dạ, cho nên thôi thì tranh thủ thời gian đi, tôi nói những cái cốt lõi với tất cả chư quý đồng đạo mà theo lời Đức Thầy dạy, Đức Thầy vạch mặt chỉ tên, phải không? Chỉ tên cho ta rõ là trong đường tu là ta phải diệt cái đó, bởi vì cái đó là cái vô minh. Và trong đời tu chúng ta phải thực hành cái đó. Thực hành cái đó để gì? Để không còn bị vô minh, mình mới được giải thoát. Đó, tôi chỉ nói hai nội dung như quý vị thôi. Bây giờ trước khi nói hai nội dung đó, mình phải hiểu vô minh là cái gì cô bác, phải không? Quý vị có đọc trong cái bài Môn Hoàng Diệt, Đức Thầy trong cái bài Môn Hoàng Diệt, tức là một cái bài pháp luận, nó nằm ở phía sau của những bài thi văn, không phải là nằm trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo, mà nó nằm ở phía sau của cuốn sấm giảng toàn bộ của mình á. Thì Đức Thầy giải nghĩa cái từ vô minh rất rõ luôn các bác. Cái vô minh nghĩa là tối tâm mê dốt từ hồi vô thủy. Tối tâm mê dốt từ hồi vô thủy, tức là Đức Thầy muốn nói với mình là tại vì từ hồi vô thủy đến nay mình bị lầm lạc, phải không? Mình cứ nghĩ là xác thân này là thật, cuộc đời này là thật, rồi cái mình cứ xoay chuyển, mình đảo trở lại hoài à. Mình không thấy được nó là giả, mình không thấy được nó là phù du, mà mình thấy nó là thật, mình bám víu nó. Thì khi mình bám víu nó sao cô bác? Cái mình xong kiếp này, cái tư tưởng mình còn bám víu á, cái bắt đầu mình đầu thai trở lại. Rồi cái mình cứ đầu thai trở lại. Nếu như bây giờ trong chúng ta mình tu mà mình còn bám víu cuộc đời này, mình còn mến thích quá, trước khi từ trần nhắm mắt qua đời, cái bắt đầu liếc lên cái nhà, liếc qua vợ con, liếc qua tài sản, liếc qua tiền bạc, mến quá không muốn đi. Nhưng mà tử thần đến thì phải đi, nhưng mà lòng không muốn đi, nó bám víu vô chỗ đó cô bác. Rồi khi chúng ta ra đi rồi, cái nó quay trở lại cái chỗ đó. Bởi vì sao? Thần thức chúng ta tập trung vào cái cõi đời này thì mình sẽ quay lại cõi đời này thôi. Chỉ có cách chúng ta buông bỏ nó hết, phải không? Chúng ta cố gắng niệm Phật, chúng ta có một tư tưởng nhất quyết là muốn về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên lúc đó chúng ta tập trung niệm Phật để làm chi? Quên hết thế sự, nhiếp vào chánh niệm, nhắm mắt Phật rước đi liền. Bởi vì đồng đạo chúng ta tổ chức chương trình hộ niệm là để làm gì? Là lúc đó để nhắc nhở. Chứ lúc mà cái người thập tử nhất sinh rồi tán loạn lắm các bác, phải không? Tán loạn lắm, giống như là chuẩn bị một cuộc đi xa, một cuộc đi vĩnh viễn rồi. Cho nên là người ta tán loạn dữ lắm. Nhưng mà nhờ cái người trợ niệm bên cạnh ngồi nhắc nhở niệm Phật, cái tự nhiên mình nhớ lại. Mình nhớ lại cái mình nhiếp vào chánh niệm, cái mình đi nó thanh thản nhẹ nhàng. Còn mình mà lúc đó mà mình bị tán loạn thì sao? Cô bác biết không? Ở trong kinh tôi có đọc á, ông A Xà Thế á cô bác, lúc mà ông hấp hối nha, trong kinh ghi lại, lúc mà ông hấp hối chứ ông chưa chết, ông còn thở thôi thớp gì nè, ông chưa chết, cái hai tỳ nữ đứng hai bên hầu, đứng hai bên hầu á quý vị biết không? Tại vì hầu quạt hoài vừa nè, đứng quạt cho ông hoài, quạt cái nó mỏi quý vị, lúc đó là quạt lâu rồi tay chân nó cũng phải bị mỏi chứ. Cái phút cuối cùng cô bác biết không, cái người tỳ nữ này mỏi quá với giả lại thêm buồn ngủ. Bởi vì thức ngày thức đêm quạt buồn ngủ quá là sao? Vô tình cái quạt xuống cái buồn ngủ, ngủ gục á, rớt cái quạt xuống mặt ông A Xà Thế. Tèn ơi, lúc đó là cái lúc ổng sửa sạn chút hơi thở cuối cùng, ổng nổi giận lên. Nhưng mà tại vì lực bất tòng tâm, lúc đó cơ thể ổng không làm chủ được. Cho nên lúc đó là ổng giận dữ lắm. Tại vì sao mà gớt cái quạt xuống mặt ông đau á, ông giận lắm, cái ông chúc thần thức cái ông thành con rắn, ông chết ông thành con rắn liền. Cho nên là quan trọng là cái phút chúng ta ra đi á, cái phút đó đó cô bác rất là quan trọng. Cho nên trong đồng đạo chúng ta lưu ý nha, để tôi nói với quý vị nghe một chút này nha. Bữa nay có quay phim mà quý vị biết không, bà mẹ tôi á, chính mẹ tôi nha,
cái lúc mà bà bệnh gan hồi năm 2012 á, cái bà bệnh gan lúc đó là chạy Sài Gòn tùm lum hết trơn. Cuối cùng bác sĩ chạy rồi cái chở về, quý vị biết không? Cái từ từ cái bà tới cái phút hấp hối á, là lúc đó là bà nằm bà thở yếu rồi, hơi thở lên rồi, cho nên là chuẩn bị đi. Cái ông ba tôi á, ông mới kéo ông chú Sáu tôi qua bên hông, tại nhà tôi có cái trái gì nè, kéo ông chú qua bên hông á, tức là ông ba muốn nói với ông chú là khi mà mẹ tôi là chuẩn bị hấp hối rồi, thế nào sẽ ra đi thôi, kế bên thôi. Cho nên muốn dặn chú Sáu là đi nhắc cái hòm lỗi gì á. Bởi vì sao? Bởi vì ông ba là thương bà mẹ lắm rồi, dòng họ này kia nọ. Tức là ý ông muốn là nhắc một cái hòm cho nó coi cho nó được á. Tức là ông muốn dặn dò, ông làm theo tâm ý ông. Nhưng mà ông muốn kề cận bên bà mẹ, ông không đi được. Cho nên muốn gửi gắm là chú Sáu thay phiên đi nhắc hàng, thay thế nhắc hàng giùm. Quý vị biết không? Đứng dặn, nói gì đó mà bà mẹ tôi bà nằm trong nhà bà nghe. Nhưng mà tại vì hấp hối rồi, cái xác thân mình đâu làm chủ, đâu nói được, đâu có làm gì được đâu. Nhưng mà bà nghe bà biết, bà nghe bà biết cái bà suy nghĩ gì nè. Tới chừng bà tỉnh lại bà kể nha. Ở suy nghĩ bên đây, ông, cái ông này, mình chưa có chết, mình còn nằm đây. Ông hết thương mình này, ông, mình chưa có chết mà ông tính nhắc hàng, ông chôn mình. Tự suy nghĩ trong đầu óc vậy đó. Ông hết thương mình, mình chưa có chết, mình còn nằm đây mà ông tính nhắc hàng, ông chôn mình. Thôi mình niệm Phật, mình dìu Phật đi, ở thế gian này chán quá. Phút này đúng ra là ông bên cạnh mình, ông bảo vệ mình, ông nhắc nhở mình niệm Phật. Tại sao ông tính cái chuyện mà nhắc hàng chôn mình? Lúc đó ba mới sanh tâm, ba chán của bác, ba chán cuộc đời này. Cái bà nói lúc đó là mẹ nhiếp tâm, mẹ niệm Phật quyết quyết là mẹ muốn về Phật rồi, ông muốn trở lại thế gian này nữa. Cái sau bà niệm Phật hơi, cái bà tỉnh lại. Bà tỉnh lại cái bà kể, bà nói ông mới nghe, hồi nãy tôi chưa gì trơn, cái ông tính nhắc hàng, ông chôn tôi. Đó, tôi muốn nói với quý vị, lúc mà bất cứ ai cũng vậy, trong thân nhân của mình mà có người mà người ta hấp hối sắp lìa đời, mình muốn tính cái gì, mình làm cái gì, mình đi cho xa ra. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó người ta thần thức còn nằm trong thân xác, người ta biết hết trơn, của bác nghe hết trơn. Cho nên nếu như mình tính cái gì mà phật ý là tội nghiệp cho cái người lúc đó ra đi mà người ta sân si là nguy rồi nha. Phải không? Là mẹ tôi là tôi thấy đó. Thưa cô bác, cái đó là nói cái người phút ra đi nè. Bây giờ mình trở lại với chúng ta đi. Bây giờ mình còn sống, mình còn sinh hoạt, mình còn đang trên đường tu tập, phải không? Mà cái gì nó cản trở đường tu của chúng ta? Phải không cô bác? Cái gì nó cản trở nhất? Bây giờ tôi xin mời tất cả chư quý đồng đạo nghe nha. Chúng ta nghe cho kỹ, Đức Thầy liệt kê luôn, vạch mặt chỉ tên luôn, chỉ tên những cái cản trở trong đường tu của mình à, để mình xem mình còn vướng mắc những điều đó không. Phải không? Xin mời tất cả chư quý đồng đạo chúng ta lắng nghe một đoạn trong bài Trong Việc Tu Thân Xử Kỹ. Nó cũng là một bài pháp luận nằm ở phía sau quyển giảng toàn bộ. Đức Thầy chỉ rất là rõ cô bác. Đức Thầy nói nè, muốn diệt cái vô minh, trước phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học, để lấy đó làm cương mục mà bài trừ. Bài trừ cái gì? Bắt đầu Đức Thầy liệt kê này nghe, những cái tánh của mình ở trong cuộc đời, trong quá trình tu hành mà bài trừ: thành kiến, đó, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, tham lam, ích kỷ, tư tâm, sự gây gỗ mê đắm trong cõi dục tình, và sự phiền não,
nó làm cho náo loạn cõi lòng mình, nên bài trừ được nó rồi, trí huệ tất mở mang vậy. Nhiều là giải thoát rồi đó cô bác, phải không? Mà mấy cái tánh, mấy cái tật đó mình có không cô bác? Thành kiến, cố chấp, chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố, nói là dính hết trơn rồi á. Theo tôi nghĩ dính hết trơn à. Có khi tôi đọc tới đó tôi nói à, chàng ơi, đó giờ mình tự hào, mình nói mình tu sĩ độc thân, giáo lý duyên rồi á. Đọc tới đó thiệt, thua thiệt, dính hết trơn à. Ít nhiều gì còn hết trơn. Cô bác biết không, bữa đó tôi đi thuyết giảng gì nè, tôi mới thấy là thường thường là mình cứ nói mình vỗ ngực xưng tên, mình tu mấy chục năm mình nghĩ rằng mình tu ngon không ạ, nhưng đụng chuyện cái mới biết. Bữa đó tôi đụng lần cô bác tôi mới biết. Quý vị biết không, bữa đó tôi đang trên đường tôi đi thuyết giảng như thế này nè, cái bữa đó tôi đi có một mình à, tự nhiên ở trong hẻm có một cái ông chú đó ở trong hẻm ông băng ra. Mà phải chi ở trong hẻm băng rang mà ông chạy chậm chút xíu, giảm tốc độ quan sát thì nó không có gì. Đằng này tự nhiên ông ở trong, ông đâm thẳng một cái ra tôi. Ở đằng này tôi chạy tới, gặp nhau lật hết trơn. Cái cô bác biết không, lật hết trơn rồi mới vừa té xuống nó đau. Rồi cái mình cứ nghĩ là mình chạy phải, còn chú ở trong đâm ra là chú quấy. Cho nên lúc đó trong tư tưởng mình là cứ phải, cứ quấy, cứ đúng, cứ sai, đặng đổ lỗi cho người khác chứ không gì chứ, phải không? Cho nên là vừa thấy là mình đúng rồi chú sai, rồi bị té đau nữa, quay lại nói. Con người mình vậy đó cô bác. Quay lại cái đầu tiên khởi ra là cái miệng trước. Chạy gì mà chạy vậy đó, giờ hết giận nói nghe nhỏ xìu vậy. Chứ lúc đó không phải nói vậy đâu, lúc đó là nói nổi gân cổ, cái mặt đỏ lên chứ không phải nói vậy đâu. Nói dữ lắm, tại giờ hết giận, kể lại là hết giận rồi, nói nghe hiểu à. Chứ lúc giận biết liền à. Bữa nào quý vị để ý nghe, có ai mà giận á, cái mình nói người ta không có tin đâu, phải không? Nói chàng ơi, lúc đó đồng đạo giận, cái mặt đồng đạo xấu quá rồi, bởi vì nó nhăn nhó rồi, nó đỏ mặt, nó nổi gân cổ. Là mình nói người ta không có tin, thử quý vị lấy điện thoại quý vị chụp hình cái đi. Rồi bắt đầu xong rồi, tới lúc người ta hết giận, hết đem cho người ta xem nha. Người ta đang giận là nguy à, phải không? Đợi hết giận ở nơi này đồng đạo, cho đồng đạo xem tấm hình này nè. Bữa đó đồng đạo dày nè, coi lại ờ thấy kỳ, tu mà có cọng gân cổ bự dữ vậy, thấy kỳ quá, phải không? Bữa đó có một cái vị đệ tử này đến bạch với tổ, tại vì tu một thời gian rồi. Cái đệ tử này mới lại bạch với tổ, nói dạ bạch tổ, con đọc hoài à, ở trong kinh nói vô minh mà con không biết vô minh là cái gì hết trơn, xin tổ giải thích cho con hiểu. Cái lúc đó ông tổ ông không có giải thích bằng văn tự nữa, mà ông chỉ thực tế luôn, chỉ thực tế luôn. Cái ông tổ ông mới đứng im chút xíu vậy nè cô bác. Cái ông nhìn cái người đệ tử mình, tự nhiên ông xì, ông chề môi cho dài ra vậy, giống như là đang chê đệ tử mình nha, xì môi mà chề ra vậy nè. Cái ông đệ tử này ông tự ái, tại sao mình đến mình hỏi đạo thầy, phải không? Mình hỏi đạo với thầy mà thầy không dạy mình, mà thầy chề môi. Giận, lúc đó ông giận, ông đỏ mặt lên. Tại sao thầy không nói mà thầy chề môi? Ông giận. Cái lúc đó cái ông tổ mới nhìn lại, cái ông tổ mới chỉ, ông nói vô minh là vậy đó con, vô minh là đỏ mặt tía tai đó con. Đó là vậy đó cô bác, đó là cái vô minh đó. Dạ, chứ thường thường là mình không biết á cô bác, mình đụng chuyện là mình vẫn đỏ mặt tía tai. Thì cái phía sau của cái đỏ mặt tía tai đó là gì? Phía sau của đỏ mặt tía tai là một chuỗi dài thời gian mình đang gây nghiệp. Bởi vì sao? Khi mình nổi nóng lên rồi sao cô bác? Mình không có chừa cái gì đâu, nói là nói cho dữ lắm, nói cho hả dạ, nói cho vừa bụng, là lúc đó là lúc tội đó, phải không? Ai cũng vậy thôi, theo tôi nghĩ người nào cũng vậy thôi. Bình thường thì hiền hậu nhu hòa, phải không? Bình thường thì tâm trí mình tỉnh táo, mình biết được tội, mình biết được phước, biết hết trơn à.
rồi mình biết được đạo pháp, mình biết được cái gì là kỳ cục nữa. Nhưng mà khi mình nổi giận lên, khi mà mình không còn làm chủ được con người của mình nữa thì sao? Lúc đó hết thấy kỳ rồi. Lúc đó là muốn hả dạ thôi chứ hết thấy kỳ rồi. Lúc đó mạng lát nữa trời sập xuống cũng phải cho tôi nói cho tôi làm. Nhưng mà khi nói xong làm xong rồi bình tĩnh lại thấy kỳ. Sao tu mình kỳ vậy ha? Mà mình thấy được mình kỳ thì sao cô bác? Làm hết trơn rồi, phải không? Cho nên tôi thường thường tôi nói á, cái đường tu của mình nó có một cái dở. Đó là gì? Cái thằng giác ngộ lúc nào cũng đi sau cái thằng vô minh đó. Vô minh nó đi trước, nó hát cho một chầu, nó làm cho dữ dội rồi. Rồi xong rồi cái bắt đầu mới suy nghĩ lại kỳ, giác ngộ lại được thì sao? Rồi hết rồi. Làm hết rồi. Cho nên bây giờ chúng ta muốn bài trừ được nó là sao cô bác? Chúng ta phải tập bình tĩnh lại. Khi đụng việc, theo tôi nghĩ là quý vị có lẽ là ai cũng còn sống chung đụng, còn tiếp xúc, còn qua lại này kia nọ, thì cái chuyện mà va chạm, cái chuyện mà phiền não sân si thương ghét là không ai tránh khỏi đâu, phải không? Cho nên theo tôi nghĩ nha, cái đầu tiên khi mà mình va chạm thì sao? Đừng có nói chuyện liền. Bởi vì sao? Nói tới nói lui, nói cao nói thấp một hồi nổi nóng thêm chứ làm gì, phải không? Đầu tiên đừng có nói. Giống như là Đức Thầy mà dạy ông năm lửa vậy đó. Khi mà ông nổi trận lôi đình rồi thì sao? Ông cong cái lưỡi lên, đừng có nói chuyện. Bởi vì sao? Lúc đụng chuyện rồi là nói là không phải nói bình thường. Cho nên đầu tiên là mình đừng có nói chuyện, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, thủng thẳng, đừng vội vàng. Chớ nóng nảy sân si hư diệt. Vội vàng quá dễ dàng là hư diệt lắm, phải không? Đâu đó bình tĩnh, từ từ cái gì nó ra cái đó, phải không? Có đôi khi cuộc sống mình hiểu lầm rồi mình bị ngộ nhận trong cuộc đời này nhiều lắm, cho nên là mình không thể nào là mình nói đúng chính xác. Nhưng mà khi qua một thời gian mình nhìn nhận lại rồi, cái mình mới thấy biết mình lầm. Cho nên Đức Thầy hướng dẫn mình à, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Tức là trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, khi nói khi làm mình ít có suy lường, tức là mình ít có dè dặt, ít có cẩn thận. Có đôi khi mình làm theo tánh nóng nảy của mình làm theo cảm tính của mình làm theo cái sự mà động viên của người khác, ca tụng của người khác, mình vội vàng mình lao theo rồi á, một lúc nào đó cái bình tĩnh lại cái sức mình làm không tới, phải không cô bác? Cho nên là tự mình phải điều chỉnh cuộc đời của mình. Vì vậy mà Đức Thầy mới liệt kê một số tánh đó đó cô bác. Bây giờ tôi chỉ nói như vậy thôi. Tối nay quý vị về có rảnh mình lật ra cái bài trong việc tu thân sự kỷ đó. Đức Thầy chỉ rất rõ thành kiến, cố chấp, đó là những tánh của chúng sanh đó, là tánh của mình luôn đó. Đó là cái thứ nhất nha, là Đức Thầy kêu mình bài trừ mấy cái đó. Mà bài trừ được nó rồi thì sao? Trí huệ tất mở mang vậy. Có nghĩa là mình không còn bị vô minh nữa, mình còn không bị lầm trong cuộc đời này nữa, mình không bị nó sai xử mình nữa. Bởi vì sao? Từ trước tới nay tu gì chứ mình làm nô lệ cho nó. Đụng tới là nó nổi lên nó đốt, đụng tới nó nổi lên nó đốt, phải không? Nhất sân tâm chi quả năng thiêu dạng phản công đức chi sơn, công trình bồi đắp lâu lâu cái đụng chuyện nổi lên đốt hết trơn. Làm cũng nhiều đó, mà làm nhiều đốt hết trơn à cô á, phải không? Đó là cái phương cách thứ nhất mà Đức Thầy hướng dẫn chúng ta, là bài trừ cái đó đi rồi là mình mở mang à. Bây giờ qua cái thứ hai. Qua cái thứ hai Đức Thầy hướng dẫn rất là kỹ. Bởi vì trong cuộc đời tu hành thì nếu như mà mình đối đầu với những cái đó, mình muốn bài trừ được nó không phải là dễ. Bởi vì sao? Nó đã có từ hồi vô thủy đến nay rồi, phải không? Nó ăn sâu vào trong máu, trong tim, trong tâm thức của mình rồi. Mình không muốn
không phải là mình muốn bỏ nó một sớm một chiều là được. Cho nên cái thứ hai, Đức Thầy đưa ra cái phương cách để mình nương theo đó, mình thực hành để mình tránh những cái tánh đó bớt, phải không? Vậy thì cái cách thứ hai Đức Thầy muốn mình thực hành trong cuộc đời mình tu để mình tránh được cái vô minh, tức là những cái tánh mà dị kỳ trần mê đó, là chúng ta phải làm gì? Bây giờ tôi xin mời tất cả chư quý đồng đạo chúng ta lặng tâm nghe một đoạn sau đây chính Đức Thầy đã viết trong cái bài gọi là Môn Hoàng Diệt. Nó cũng là một bài pháp luận Đức Thầy viết, nó nằm ở phía sau cuốn giảng nữa. Bữa nay tôi nói trong pháp luận của Thầy, phải không? Một đoạn sau đây Đức Thầy chỉ mình cái phương cách rất là rõ nha. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thế màn vô minh sẽ bị diệt. Đó, mình chỉ thực hành những cái đó thôi là màn vô minh diệt. Mà màn vô minh diệt là đồng nghĩa với mình được giải thoát rồi. Mình không còn nó bị nó sai sử nữa, mình giải thoát rồi các bác. Hết rồi. 11 giờ 12 phút rồi. Sao bây giờ quý vị? Chứ cái đề này hay lắm cô bác. Phải nói là hôm nay là lần đầu tiên á, tôi nói chuyện cái đề này là ở tại ban trị sự xã An Phong này á. Phải nói là rất là hay. Bởi vì sao? Thường thường á, là tôi ít có nói ở trong kinh Phật. Bởi vì sao? Có đôi khi á, Phật nói nó phù hợp với thời kỳ Đức Phật. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy mình hạ phương tiện xuống rồi, cho nên Đức Thầy nói để cho phù hợp với trình độ căn cơ. Đức Thầy nói rất là thực tế, phải không? Cho nên là tôi muốn liệt kê hết những cái điều mà Thầy dạy chúng ta trong bước đường tu nên bỏ, rồi trong bước đường tu chúng ta nên thực hành để chúng ta giải thoát. Ngài chỉ rất là thực tế, không có xa vời quyến hoặc gì hết á, phải không? Cho nên hôm nay có duyên tôi gặp gỡ, tôi chỉ với quý vị hai điều. Thứ nhất đó là gì? Trong bài Tu Thân Sử Kỷ thì Đức Thầy dạy chúng ta là nên bỏ, trong đường tu là nên bỏ. Bởi vì thành kiến, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tánh kiêu ngạo, tật đố dèm xiểm, vua nịnh, ích kỷ, tư tâm, sự gây gỗ trong bể dục tình và sự phiền não, nó làm cho náo loạn cõi lòng. Cho nên bước đường tu là nó làm cho mình động tâm hoài, không có yên tâm được. Là do đâu? Là do mấy cái thằng đó đó, nó ngự trị trong lòng của mình là mình mệt, phải không? Thôi thì bây giờ chúng ta muốn rinh được cái đó ra là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đem những cái này vào. Đó là gì? Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, thứ nhất giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt. Đó, chỉ cần thực hành bao nhiêu thôi là lòng chúng ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, không vướng mắc, không để cho buồn phiền, giận hờn, thương ghét, ham muốn trong cuộc đời nó ngự trị trong lòng của mình là mình khỏe rồi cô bác. Nhắm mắt là chúng ta được về Tây Phương hết rồi. Khi mà Đức Thầy kêu mình bài trừ thành kiến, cố chấp thì trước đó Đức Thầy là dạy chúng ta là gì? Muốn diệt cái vô minh, diệt nó không phải là dễ. Cho nên Đức Thầy nói là trước khi mà diệt nó là trước đó chúng ta phải làm gì? Trước phải điêu luyện khối tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học để lấy đó, phải không? Vì vậy mà trước khi mà mình bài trừ được những điều này, Đức Thầy dạy mình là tinh thần cho mạnh mẽ. Tức là gì? Là khi mà mình học đạo, theo đạo, hiểu đạo rồi là chúng ta phải mạnh mẽ, thẳng một đường mà đi. Chứ nếu không rồi sao cô bác? Bị bên đây tác động, bên kia tác động, bên nọ tác động, với chúng ta bỏ, phải không?
Cho nên là chúng ta phải mạnh mẽ để chúng ta vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời. Còn chúng ta yếu yếu quá nghe, yếu yếu rồi cái bỏ chân hai, chân ba, giống như là tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi, nước lớn trôi vô nước rồng trôi ra, thuận cảnh thì tu tiến, nghịch cảnh thôi ai làm gì làm đi tôi nghĩ. Cái chúng ta tự mình bỏ mất con đường của mình, phải không? Cho nên là cái đầu tiên Đức Thầy là dạy mình là phải mạnh mẽ. Cái thứ hai là gì? Tự lập con đường rõ ràng duy nhất, có nghĩa là chúng ta phải có lập trường tu hành. Bởi vì sao? Khi mà mình có lập trường, có nội tâm rồi á, sóng gió phong ba bão táp cuộc đời nó không có dùi dập được mình, phải không? Cô bác thấy có một số người, người ta tu nửa chừng cái người ta không đi tiếp nữa là do đâu? Là do cái sóng gió nhiều quá, người ta chịu không nổi, người ta đi hết nổi rồi không đủ sức để đi nữa. Còn mình thì sao? Mình phải có một cái lập trường, dù bỏ mạng chứ không bỏ đạo, phải không? Mình phải nghĩ mạnh mẽ như vậy để làm chi? Thí dụ bây giờ cô bác mạnh mẽ không có gì, lỡ ngày nào đó tự nhiên nó sanh ra chứng bệnh nan y, chạy tuốt ra Sài Gòn, bác sĩ nói ăn chay thiếu máu trị không có được, chết, ăn mặn lại đi rồi sao? Nếu mình không mạnh thì không có mạnh mẽ thì sao cô bác? Lưỡng lự rồi nghe, thôi kệ đi, lúc chị bệnh này ngã một chút đi rồi chị xong đi rồi há ăn chay lại. Ở cái người mạnh mẽ thì nghĩ sao? Cái người mạnh mẽ nói không có được, ăn chay cũng chết, ăn mặn cũng chết, trước sau gì cũng chết, phải giữ chay cho trọn đời. Đó, cái người mạnh là người ta nghĩ khác. Còn cái người mà yếu yếu, ương ương á, bỏ chân hai thì nghĩ nó khác. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là muốn mà bài trừ được cái vô minh đó để bước chân lên con đường giải thoát, nó có hai điều. Cái thứ nhất là một, tu chúng ta phải mạnh mẽ tinh thần. Thứ hai, chúng ta phải có lập trường cho vững chắc là không bao giờ cái cuộc đời này nó đánh chúng ta lung lay hết trơn các bác, là chúng ta vững vàng, cuối cùng chúng ta giải thoát rồi. Thưa quý vị, thôi thì giờ 11 giờ rưỡi rồi, đúng theo giờ giấc sắp xếp của ban tổ chức rồi. Thôi thì thưa quý đồng đạo, thì hôm nay chúng tôi có duyên với tất cả chư quý đồng đạo, trong những giây phút ngắn ngủi chúng ta gặp gỡ với nhau để nhắc nhở những lời của Đức Thầy để dạy, để mình cố gắng mình thực hành theo. Bởi vì Đức Thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Cho nên mình ôn nhắc với nhau để mình cố gắng mình thực hành theo lời Thầy dạy, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được diện kiến Đức Tôn Sư khi Ngài trở góp. Đến đây xin hết lễ phép trân trọng kính chào tất cả chư quý đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật.